Tủ thuốc gia đình kính chào quý cô chú anh chị. Cảm ơn quý cô chú anh chị đã xem video và ủng hộ cho kênh. Hôm nay tủ thuốc gia đình tiếp tục chia sẻ đến quý cô chú cùng anh chị một sản phẩm mới, đó là Decongen For, bà con mình thường gọi là Decongen đỏ. Đây là sản phẩm điều trị các cơn cảm, xoa mũi, hắt hơi, dị ứng đường hô hấp trên, vân vân. Đầu tiên tôi tìm hiểu về thành phần của thuốc. Thành phần của thuốc: mỗi viên Decongen For chứa paracetamol 500mg, phenylephrine 10mg, clofenyramine 2mg, tá dược vừa đủ một viên. Dạng bào chế của thuốc. Dạng bào chế của thuốc: thuốc Decongen For được bào chế dưới dạng viên nén. Chỉ định điều trị của thuốc. Chỉ định điều trị của thuốc: thuốc Decongen For được chỉ định điều trị một số bệnh như sau: làm giảm các cơn đau đầu, nhức cơ, gân, hạ sốt, nghẹt mũi, sổ mũi, hắt hơi, dị ứng đường hô hấp, vân vân. Điều trị các triệu chứng thông thường như viêm mũi van mạch, viêm màng nhầy xuất tiết do cảm cúm, viêm xoang. Chống chỉ định của thuốc. Chống chỉ định của thuốc: người bệnh mẫn cảm với các thành phần của thuốc, người bệnh suy gan, suy thận, tăng huyết áp, người bị hen cấp không nên dùng thuốc này hoặc hỏi ý kiến của bác sĩ. Cách dùng và liều dùng của thuốc. Cách dùng và liều dùng của thuốc: cách dùng: chỉ dùng đường uống, không dùng chung với các thuốc có chứa thành phần paracetamol. Liều dùng: người lớn uống 1 đến 2 viên trên lần, tối đa 6 viên trên 24 giờ. Trẻ em 2 đến 6 tuổi uống 1 phần 2 viên trên lần, tối đa 1,5 viên trên 24 giờ. Trẻ em 7 đến 12 tuổi uống 1 phần 2 đến 1 viên trên lần, tối đa 3 viên trên 24 giờ. Không dùng quá liều chỉ định, không dùng chung với các thuốc khác có chứa thành phần paracetamol. Trẻ em dưới 2 tuổi, khuyến cáo không dùng thuốc này cho trẻ em dưới 2 tuổi. Cần thiết hỏi ý kiến của bác sĩ trước khi sử dụng thuốc. Tác dụng phụ của thuốc. Tác dụng phụ của thuốc là phản ứng ngoài da như ban da, sẩn ngứa, nổi mề đay, kích thích thần kinh trung ương nhẹ, ngày ngặt và có tình trạng ngủ sâu có thể xảy ra, nhưng sẽ giảm sau vài ngày. Thận trọng khi dùng thuốc. Thận trọng khi dùng thuốc: phụ nữ có thai cần thận trọng khi dùng thuốc vì chưa xác định được bất kỳ nguy cơ nào của paracetamol đối với thai kỳ hoặc sự phát triển của phôi thai. Phụ nữ cho con bú cần hạn chế sử dụng thuốc vì chưa xác định được bất kỳ nguy cơ nào của paracetamol đối với phụ nữ cho con bú hoặc trẻ bú mẹ. Người lái xe và vận hành máy móc không nên sử dụng thuốc do thuốc có thể gây kích thích thần kinh trung ương nhẹ, gây ra hiện tượng buồn ngủ hoặc ngủ sâu. Quá liều và cách xử trí. Quá liều: dùng paracetamol một liều độc duy nhất hoặc cho uống lặp lại paracetamol 7,5 đến 10 gram mỗi ngày trong 1 đến 2 ngày. Dùng paracetamol vài ngày gây hoại tử gan phụ thuộc liều là tác động độc cấp tính nghiêm trọng do quá liều và có thể dẫn đến tử vong. Quá liều và dấu hiệu nhận biết quá liều: buồn nôn và nôn, đau bụng, triệu chứng xanh tím da, niêm mạc và móng tay. Cách xử trí: đưa ngay bệnh nhân đến bệnh viện gần nhất, càng sớm càng tốt. Rửa dạ dày trong mọi trường hợp, tốt nhất trong vòng 4 giờ sau khi uống thuốc. Lưu ý cần thiết: đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng. Video đến đây đã kết thúc. Cảm ơn quý cô chú anh chị đã xem video và ủng hộ cho kênh. Kính chúc quý cô chú anh chị cùng toàn thể gia đình được nhiều sức khỏe. Nếu thấy video có hữu ích, vui lòng bấm đăng ký và chia sẻ cho nhiều người cùng biết đến. Đó là động lực giúp kênh ra nhiều video mới, hay hơn, hữu ích hơn để phục vụ quý cô chú anh chị. Xin chân thành cảm ơn.